Chúng ta mỗi một người tiếp nhận Phật pháp, gia đình của mình thường được ngồi ăn cơm chung với nhau để bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Nhớ hôm nay chùa chúng ta đổ bánh xèo cho đại chúng ăn, cũng là một cái bánh xèo bình thường đấy. Nhưng mà khi ở trong ngôi nhà Tam Bảo mà hội chúng tập trung về, thấy gương mặt ai cũng rất là vui vẻ, hoan hỷ. Nó kết thành một cái từ trường an lạc. Tự nhiên cái bánh xèo mình ăn rất là ngon, và nó trở thành mỹ vị. Nên mỗi một người khi mình tiếp nhận được Phật pháp đó quý vị, trong mỗi lúc mỗi nơi mình phát được cái tâm bình an. Quý vị nhớ nha, cái tâm bình an á, nó có thể trị bệnh á. Một con người khi mà bất an là quý vị sẽ bị bệnh. Mà một con người an tâm thì quá giải bệnh. Nên người xưa nói một câu rất là hay: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai mà không biết cười thì cuộc đời sẽ lỗ. Quý vị thấy, cùng nhau chúng ta ăn bánh xèo thiệt là vui. Quý vị coi công đoạn này, quý vị nên tạo ra cái gia đình của mình vui vẻ an lạc khi ngồi ăn uống chung với nhau. Như chùa chúng ta đang ngồi ăn như vậy, đây là một đại gia đình ăn bánh xèo. Gương mặt ai cũng vui vẻ hoan hỷ. Quý vị nhớ, cái lúc mà ngồi ăn uống mà bực bội khó chịu là cái đồ ăn của mình ăn nó chuyển biến thành độc. Còn lúc mình ăn uống mà mình vui vẻ vì thì đồ ăn chúng ta thành mỹ vị. Có rất là nhiều người nói rằng đi về chùa mình sẽ ăn cái gì cũng ngon quá. Là vì sao? Vì cái tâm quý vị đang rất bình an. Nên như Đức khuyên quý vị, mỗi khi mà chúng ta ăn uống trước thời gian đó, chúng ta phải niệm Phật 10 câu. Rồi lúc mình ăn uống thì mình giữ cái tâm mình cho nó an lạc, vui vẻ để ăn. Đừng có bực dọc, đừng có khó chịu. Khi ăn uống mà bực dọc khó chịu, đồ ăn nó trở thành chất độc quý vị. Nhớ nha, nó trở thành chất độc á. Nên mỗi một người chúng ta
Phải nhớ điều này. Trước khi ăn niệm Phật 10 câu, khi chúng ta ăn xong nên niệm Phật 10 câu. Lúc ăn uống đừng nên bàn công chuyện chuyện này chuyện nọ. Đừng nên nói chuyện qua lại lớn tiếng bực bội khó chịu. Nó sẽ làm cho quý vị ăn uống vào khó tiêu và dễ bị bệnh hoài. Quý vị nhớ là một cái tâm an lạc vui vẻ, thì dù quý vị có bệnh đi chăng nữa nhưng mà cái năng lượng quý vị vẫn tràn đầy. Còn một con người mà tâm lo âu sợ hãi thì bệnh vô phương trị. Nên một cái buổi ăn bánh xèo thôi quý vị thấy, người nào thấy cũng vui vẻ an lạc. Đây cũng là một nền giáo dục đó quý vị. Đây cũng là một nền giáo dục để chúng ta mỗi một người tiếp nhận Phật Pháp. Gia đình của mình thường được ngồi ăn cơm chung với nhau để bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Nhớ. Nên những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho người người tiếp nhận được Phật Pháp. Mỗi lúc mỗi nơi chúng ta đều tích tụ được nguồn năng lượng. Chính bản thân mình phải phát triển được nguồn năng lượng, vì thì cuộc sống mình mọi mặt mình sẽ thành công rất là lớn. Nhớ nghe quý vị, thường vui vẻ, thường an lạc thì sống trong cuộc đời này không bao giờ bị bế tắc. Đừng nên nặng nề khổ tâm, đừng nên buồn giận người để trong tâm, thì quý vị sẽ không bao giờ có được sự thành công của ngày mai đâu. Người muốn thành công trong mọi lĩnh vực thì chúng ta phải thường an lạc vui vẻ, mà Phật Pháp có thể dạy chúng ta được chỗ này. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.